Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch vì không trung thực trong việc kê khai tài sản. Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu thập qua các lần kê khai tài sản. Cơ quan chức năng còn xác định bà Hương quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, kê khai thu nhập theo quy định. Bà Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch. Trước đó vào tháng 3/2024, có nhiều thông tin cho thấy tài khoản của bà Giang Hương bị bốc hơi hơn 170 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42 để thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông. Trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, các ông bà, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Chi bộ vụ Ngân sách Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022. Các ông Huỳnh Quang Hải, ông Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phạm Văn Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ Quản trị, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, khiển trách Chi bộ vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022 và các ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai, Võ Thành Hưng, bà Phan Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Lê Ngọc Khoa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đinh Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Khoảng 12 giờ trưa ngày 14 tháng 6, trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, anh Dương Văn Quy, sinh năm 1991, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe tải biển kiểm soát 88C100XX lưu thông theo hướng Hà Nội Hải Phòng. Khi tới km 90+300, lốp phải phía sau bên phụ của chiếc xe tải bất ngờ nổ, khiến xe tải bị lật ngửa ra đường.
Vụ tai nạn khiến lái xe bị thương nhẹ, xe tải hư hỏng nặng. Trước đó, trên một số tuyến cao tốc khác cũng liên tiếp xảy ra tình trạng này. Đơn cử, trên cao tốc Cam lộ La Sơn chỉ trong 4 ngày, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4, xảy ra 12 trường hợp ô tô gặp sự cố vỡ lốp xe. Các phương tiện này có cả ô tô con, xe khách, xe container và xe đầu kéo. Về vấn đề này, tại cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và có những khuyến cáo đến người dân, doanh nghiệp để phòng ngừa. Bởi nổ lốp ô tô khi di chuyển, đặc biệt trên các tuyến cao tốc với tốc độ cao rất nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro lớn về tai nạn giao thông. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến hiện tượng nổ lốp xe là do áp suất lốp không phù hợp, quá nhiệt, chở quá sức chịu tải của lốp và lốp có tuổi thọ cao. Ngoài ra, còn do chủ xe sử dụng lốp không phù hợp với loại đường, ví dụ như sử dụng lốp địa hình để chạy tốc độ cao trên đường cao tốc hoặc sử dụng lốp chuyên chạy trên đường cao tốc để chạy trên các đường địa hình. Mặt khác, một chuyên gia ô tô cho biết, nhiệt độ mặt đường có thể là một trong những tác nhân gây nổ lốp xe. Tuy nhiên, không phải tác nhân chính. Quan trọng vẫn là chất lượng và tuổi lốp. Nếu lốp quá cũ thì nhiệt độ mặt đường không quá cao cũng có thể gây nổ lốp. Để ngăn ngừa tình trạng nổ lốp xe ô tô, Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe, doanh nghiệp vận tải cần sử dụng lốp phù hợp, đúng thiết kế của phương tiện, áp suất lốp phải phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi thay thế phải sử dụng loại lốp đã được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định của pháp luật. Đối với xe kinh doanh vận tải, việc chở hàng hóa phải phù hợp với thiết kế, khối lượng hàng chuyên chở cho phép của phương tiện. Việc phân bố tải trọng, xếp hàng hóa phải hợp lý, phù hợp với thiết kế của xe, phù hợp với khả năng chịu tải của lốp. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng áp suất của lốp trước mỗi chuyến đi, đặc biệt lưu ý tới tình trạng của lốp xe và bơm lốp xe phù hợp với áp suất lốp theo công bố của nhà sản xuất, được ghi trên tem dán trên cabin xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Công, Đại học Giao thông Vận tải khuyến cáo thêm, khi xảy ra tình trạng nổ lốp, người điều khiển xe phải bình tĩnh, giữ vững vành lái, tuyệt đối không đạp phanh hoặc đánh tay lái về ngược lại với phía xe bị nghiêng sẽ làm tình trạng mất cân bằng của xe tăng lên. Theo ông Công, hiện đa số ô tô hiện đại đều được trang bị hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử hay các giải pháp như thiết bị an toàn khẩn cấp khi xe nổ lốp TSED. Nên khi tình trạng nổ lốp xảy ra, những hệ thống này sẽ can thiệp và đảm bảo an toàn cho xe. Ông Công nói, sau khi kiểm soát được tốc độ, người lái hãy nhanh chóng di chuyển xe vào khu vực an toàn và dừng xe lại để kiểm tra. Nếu có lốp dự phòng và dụng cụ thay lốp thì có thể tiến hành thay lốp ngay hoặc gọi cứu hộ để đưa xe về gara tiến hành sửa chữa.